các bạn, mình đang quay cho các bạn ra lúa, người ta đang đang thu mua lúa nè các bạn, đang vác lúa từ trên xuống. Ghe lúa rất là nhiều, tập trung ở ngay chân cầu. Chiều rồi, bây giờ là gần tối luôn rồi chứ, 6 giờ đó, nhưng mà trời vẫn sáng, người ta vẫn đang chở lúa. Rất nhiều người ta đậu xe để xem. Anh Trung mời đám hả? Anh đi căng lúa hay gì? Xin giới thiệu với các bạn là ông chủ. Đấy, đây như chỗ tập hợp lúa. Dưới sông có một em Kubota đang chơi. Mùa này là ở khu vực này rất là đông đúc, ghe cộ rất là vui. Ghe lúa là chạy liên tục các bạn. Ở miền Tây mình có cái lúa rồi ghe cộ nhìn rất là thích mắt các bạn. Trên bờ xe chạy, dưới sông thì có ghe cộ mua lúa. Hoạt động thì người ta thu mua lúa xong rồi người ta đó, những cái ghe nè, những cái ghe kia là những ghe lúa người ta thu ở trong những cái ghe mà có cái bao rồi nè, thu mua lúa ở trong những cái ruộng của người dân trồng ruộng á, sau đó người ta mới đem tập kết đây, xong rồi mới đổ xuống những chiếc tàu lớn, ghe lớn, sau người ta sẽ di chuyển về công ty hoặc là người ta chở về cái nơi người ta xuất khẩu, người ta bán. Xà lan rồi sông, cảnh vật rất đẹp các bạn. Tại bây giờ là 6 giờ tối rồi nhưng mà vẫn rất là đông, là đang làm chở lúa. Dêm cho các bạn xem đấy, cái ghe bên phải là người ta ghe người ta đi thu mua lúa ở trong ruộng, thu mua lúa ra xong rồi tập kết tại chỗ này, xong rồi người ta mới đổ ra ghe. Cái này thì mình không chuyên nên mình không biết là tính bao hay là tính như thế nào, nhưng mà cứ tập hợp ra ghe là người ta sẽ đổ ra, từ trong bao người ta đổ ra như thế. Này như chiều nào tôi cũng thấy, chiều nào tôi cũng xuống lúa này vậy. Cảnh vật rất đẹp. Mùa này nghe nói người ta làm nông dân ở đây làm trúng. Đây là những ghe lúa mua trong ruộng này. Rất là đông ghe các bạn, nhiều ghe lắm. Rồi công việc cứ diễn ra liên tục như thế, diễn ra liên tục hàng ngày. Xà lan chở cát đang chở ngang. Đây các bạn, ghe lúa, rất là nhiều ghe lúa. Mừng nhậu trước đi.
Chắc là vui, rất nhộn nhịp. Rất là vui, rất là vui. Đây thì lội xuống đây rất là nhiều ghe. Để mình đi vào đây cho các bạn xem, đây rất là nhiều ghe. Ghe lúa quá trời, nhiều ghe lúa. Đây nè, rất là nhiều ghe các bạn. Đấy, người ta đang lên vô lúa nè. Ghe này ghe trống đang chuẩn bị chút lúa lên đó. Đấy, các bạn xem rất là nhiều ghe. Đó, đang lên lúa luôn. Hoàn cảnh rất là nhộn nhịp, rất là vui.